nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Thế theo nguyện vọng của các Phật tử mong muốn được về Long Hoa Thiền Tự tu tập tịnh lặng, giúp tâm trí bớt căng thẳng, âu lo. Ngày 28 tháng 3 năm 2021, Long Hoa Thiền Tự tổ chức khóa tu chi vọng thực tại hiện tiền. Chương trình tu học sẽ giúp thiền sinh biết sống tỉnh thức, trở về với nội tâm thanh tịnh của mình luôn an lạc hạnh phúc, quên đi nỗi khổ niềm đau bận rộn đời thường. Khóa tu sẽ đem đến nguồn năng lượng mới an lành, một tinh thần mới, một ý thức sâu sắc về cuộc sống, phụng sự đạo pháp và dân tộc là phụng sự cho chính mình và xây dựng tương lai cho chính mình bằng con đường vượt thoát khổ đau. Khóa tu cũng là cơ hội để thiền sinh hiểu thêm giáo lý nhà Phật thông qua những chủ đề thuyết giảng và những trải nghiệm thực tế. Thiền sinh dần hiểu được bản thân, nhận ra ý nghĩa và giá trị cuộc sống, từ đó biết xây dựng một lý tưởng sống đúng đắn dựa trên nền tảng của tinh thần phụng sự cho gia đình, cộng đồng và xã hội.